cung đình màu hoàng minh chân. Con khờ khi chịu tu sửa, tâm chí nguyện đắp bồi, để về trên cánh diêu cung. Mùi hương bạc sông lên, thấu đến trên tiên cảnh mẹ hiền. Xin mẹ chứng minh đàn con cõi thế, tâm chi dốc nguyện cầu, để sau này trở lại cung gì. Lời mẹ dạy con ghi, dạy con chữ tu, sớm đặng vẹn phận. Kỳ chót nguồn ba lập hành lẫn lần, tu sở vô gì một bọn tìm phương trở lại. Vừa môi cho tròn để rồi thoát cảnh sầu bi, chánh đạo tiên trì mẫu hoàng ban khai cho con dạy. Con nhớ mẹ diêu cung hà hải đại từ, con trẻ nguyện hôm nay dù bao nhiêu cay đắng vẹn phần, lại mẫu hoàng thương tình mẹ nhìn đổ hộ cho con. Kể từ đây vẹn chữ sắc son, vừa muối sớm cho tròn, để về trên cánh long quê. Sống cõi tạm trần mê, còn cách xa hoàng mẫu con chịu một mình. Nhờ mẹ tiên liên từ bi chứng giám, để cho trẻ học hành tìm đường chánh pháp tiên thiền. Chốn ngọc tòa cầu thầy minh chân, để cho con khờ cõi trần an vững. Nơi chánh đạo nhờ thầy khai truyền diệu dắt cho con, ơn nghĩa nặng như non, tình thương trên thầy độ con thờ.
bao tàn năm qua nhọc nhằn cõi thế. Không quản nỗi ưu phiền, mở đạo diệu dắt đàn con. Nghĩa tình thiêng liêng ngày hôm nay, con trẻ nhớ ơn thầy đã bao năm cần hạ dựng gầy. Cho trẻ tâm linh giảng điều quyền chi tối thượng, chánh pháp thầy truyền, học hành mỗi đạo tiên thiên. Hòa hiếp cùng nhau tận tường kỳ ba lập hành, giữa mối hầm trang trọn đạo tam cây. Chánh pháp tiền dương nhờ trên rộng mở tầng hồng, bóng cha già phước dần dậy thời non lá áo tơi. Vì kẻ dương gian còn đông lòng mê nên thiên cờ dạy bao trong tam kỳ trần gian. Nghĩa đạo cao siêu hợp ngũ chi, tam giáo độ con trời. Chánh pháp quyền chi lòng thành chi giống, nay con trẻ nhớ thầy nguyện cầu thế giới bình an. Kính thưa chư quý vị đồng đạo khắp bốn phương, công đức của trên thầy mẹ vô bờ vô bến, tình thương trải khắp muôn phương, chỉ mong cho tất cả linh tử đồng đạo chánh tâm tu hành, tìm con đường trở về nơi vị cụ quê xưa. Hình bóng của người cha người mẹ thiêng liêng cao cả đang chờ đợi chúng ta nơi miền thiên cảnh bồng lai. Phật pháp vô biên đạo màu khai chiếu, tưởng nhớ công đức của thầy mẹ sớm chiều, mong rằng cho tất cả đạo đồng Phật tử bốn phương ai ai cũng gắng cố lập công bồi đức, làm tròn bổn phận nhiệm vụ và lập hành trường chay tu hành theo lời của thầy của mẹ đã dạy cho chúng ta
từ bao lâu. Trăm năm mở đào, trăm năm trồng người, để đưa cho chúng sinh trong kỳ long hoa đại hội, vị cũ định về, không còn dướng nghiệp trần gian. Mong rằng tất cả Phật tử bốn phương thân mến, chúng ta hãy tưởng nhớ đến Diêu Trì Địa Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng Phụ Chí Tôn, trời đất quá xanh, ngũ hành hiệp trưởng, xây đắp đạo tâm lành, để dồi mài căn linh tâm trí nguyện tiên thiên nền đạo. Chỉ mong trong tam kỳ này, tất cả ai ai cũng được dồi trao đức hạnh vuông tròn, để về trên gặp thầy gặp mẹ cho tròn phần tròn công, không còn xa vào nghiệp chướng khổ ải nữa. Mong rằng tất cả hãy lẹ chân và thành tựu công đức viên mãn. Tam kỳ nay đã hết rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chờ con khờ tiên cảnh, sớm chiều đường đời không rảnh, ôi sanh chúng nghiệp đời, coi lòng của mẹ tái tề. Nhìn các trẻ đê mê, cặn bã lợi danh, sai đắm ngũ quần sắc tài, để đắm chìm trong kỳ nguyên chót ngơ, nên mau lý phiền đợi chờ các trẻ bình yên. Nhớ nguồn cội quê xưa, chỉ mong con gái trai quê cũ quy hồi, màn chót quân ba nay đã hết rồi. Cất tiếng than vang, tam kỳ quyền chi mở hồi, kêu gọi con thờ gắn tầm đạo đức viên dung, nhớ mẹ thiên cùng từng gì mãi mê con tục, thúc giục quyền di để cho trẻ quay đầu. Thấy trẻ chơi vơi, tình thương mẹ mới bắt cái nhịp cầu, nghĩa mẫu hoàng cao vời, bởi vì mẹ đồng lòng thương, vì kẻ phàm phu nghiệp chướng tối tăm, nên nay mẹ mới dùng đạo pháp diệu thâm, lẽ
lẹ chân hỡi con ơi, còn gì nữa đâu, kẻo thôi không kịp hồi này. Ngoan chót sầu bi trần hồng trong bão tố, trung diêu điện mẹ chờ, đợi chờ linh tử thành tâm. Diêu trì đưa đường dẫn lối, để cho người sớm chiều trọn lý. Diêu điện quy hồi dắt diều một chiến tiền bàn, tựa cửa mẹ thở than, vào ra mà thấy con mất dạng mất hình, nên mẹ lệ chan sầu thương con trẻ. Con hãy quay về dứt mùi chung đinh chưa con, thành đại la đạo tiên thiên mẫu dạy con gắng tu hành, lập đức bồi công dạng sự an lành. Nhân đạo tri tâm làm lành sớm chiều công hòa, thông thả tâm hồn mới xứng là con mẹ từ tôn. Cái đắng làm chi để rồi con sợ cách mẹ, bông sẽ hoàng hôn sao trẻ mê mù. Chỉ dắt đường chân để con thơ vẹn phần tâm lành, vì cô thời mẹ trông chờ con nào hành đặng phát duyên. Tu sửa trì tâm học đạo tiên thiền, tâm chỉ dốc sớm chiều để mấy miều vẹn phận là con. Vì trẻ nỉ non mẹ đã tạo ra phương tiện chung cứu độ một lần, thì trẻ gắng tu trở về nơi cửa thanh. Nơi chốn ngọc đình ai trông chờ sớm đặng tin con. Ngày nay con cờ đốt nhang nguyện cầu
cầu an thế trần sinh mong hoàng ở trên tây đài. Từ bi hoàng khai tâm chứng giam con thờ thế gian, tu sửa hành trang nhờ trên thiên liên mẹ bàn. Giữa mỗi tu trì sớm trưa thành tâm chỉ dốc, thiên liên mẹ hiền chứng con cõi trần kỳ ba. Đời con con cầu ở trên trường tòa, lòng con nhớ thầy mang quyền di khắp muôn loài. Dù cho mang ba cái đắng theo thầy đạo lai, núi hoàng khai chữ tu con tròn tâm. Pháp duyên của thầy giúp con ngày nay trong xa, đưa con trở về linh tiêu mới là bình an. Rồi rằng trong kỳ ngôn chót, ai là con thầy chỉ nguyện cho gặp. Hãy nhớ trọn lòng y lời thầy dạy năm xưa, gần trăm năm nắng mưa nhớ ngày xưa, vì thương con thầy mở đạo quyền chỉ cho nhân sanh tìm về quê cũ. Thấy cảnh vật hồng trần, người thầy tâm tối u mê. Nếu đã biết đạo cha thì mỗi tứ linh phải làm sao xứng đáng phận mình. Dừng tâm trí công đạo phúc hữu hình, bỏ lời danh không mang vào đường khổ tục. Sớm tối trọn phần vẹn bài chứng đắc tâm linh, cần phải hy sinh để cho đường đạo thầy rạng chiếu. Trọn phận làm con tự hiếu đứng đầu, nếu nhớ ơn cha thì lo bổn phận ngõ hầu. Thấy cuộc đời mê sầu, tu hành tâm giả còn mê. Tranh giáo ngày xưa chẳng trọn sớm trưa, tâm chế dốc đức tài mới đặng xứng đáng ngọc kinh. Tài đem độ chúng sinh
đức vẹn tâm đạo quan chí nguyện hữu hình để cổ trần gian tam kỳ hết khổ cơ tiên qua một lần hiểu lời thầy đã dạy gần trăm năm dĩ tình chiếu trì Phật mẫu bởi vì lòng thương tự âu nên xuống trần mở đạo xây dần trước đường mẹ là đấng thiêng liêng tình thương vô bến vô bờ vì trẻ dương gian còn nhiều nghiệp chướng nên đau khổ mỗi phần hiện từ mẹ mới cứu con nồi gót đạo cha tình mẹ thiêng liêng mới quặng cai địa mẫu đạo lành thiên địa dưỡng sanh linh tử học hành có mẹ có cha thể chúng sanh một nhà rồng phong không khổ không phiền khi lý sầu khóc có mẹ khuyên thấy cách xa quê nay có mẹ kề bên dạy bảo thì tình nghĩa thiêng liêng ai sanh đặng bằng nhưng sanh chúng còn mê chẳng lo trọn phần tu hành nghĩa cao vời màu hoàng diêu trì địa màu tiên thiên đạo pháp độ sanh bởi nghĩa từ bi cho sanh chúng tam kỳ đặng về một chuyến rồng mây mẹ là đấng quá sanh chuyện cơ duyên từ mẫu vô tướng vô hình nhớ mẹ tâm tu trọn phần công sáng thì xứng đáng con lành mới gặp được mẹ kỳ ba tâm chí nguyện một con đường theo lời của thầy của mẹ dạy ôi công đức vô lượng vô biên
mà đã lâu nay chúng ta chẳng hề nhớ đến. Tình nghĩa cao siêu tái tạo trong tam kỳ phổ đồ, đức rộng tình dài vô bến vô biên. Hỡi ơi, trong tất cả linh tự linh căn, hãy nhớ lại mình cho trọn phần với thầy với mẹ. Trong chào sớm chiều nơi miền Bồng Lai hiu hắt, để mong cho tất cả linh tự cõi tạm trần này ai ai cũng được học tâm tu, giác ngộ lòng, hiểu rộng nhìn sâu, lập hành lấy đức lấy tài để ra độ chúng sinh. Gọi kêu rằng hỡi khắp tất cả tàn linh, trong quân chót đã hết rồi, hãy mau mau tiến hóa theo cơ màu của thầy dạy mẹ ban. Công đức vô ngần vô lượng ấy, trên Ngọc Hoàng Thượng Đế duy trì địa mẫu, khắp cả quần sanh tín ngưỡng tâm linh, tôn thờ một hình bóng thiêng liêng tuy vô vi nhưng gần gũi tất cả chúng sinh. Kỳ mở hội long qua, mong cầu linh tự khắp gần xa, nghe lời tâm pháp tu hành, tưởng nhớ và rõ một con đường tìm về nơi vị cụ quê xưa của mình, kẻo không còn kịp nữa. Đã tận tường và thấu đạt được căn duyên chân lý, mong tất cả các Phật tử gần xa chọn phận phụng thờ tâm linh tưởng nhớ đến trời cha mẫu mẹ. Đã bao năm dài ai chờ ngóng, cõi tiên con về một hình bóng. Hỡi trong nhân loại có tường chăng, lời vàng thánh thời kia kỳ ban, chương tỏ ai đợi trong, chương tỏ ai đợi trong.